Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sơ Sứ Cỏ Hải Dương. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì em xin được lên sóng và giới thiệu cho anh em một mẫu xe Mitsubishi Zinger có năm sản xuất vào năm 2008, với mẫu xe 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi. Và đây là phiên bản đủ, có trang bị phanh ABS và túi khí hoàn toàn. Đây là một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật, cho nên là với cái sự bền bỉ của cái dòng Mitsubishi này thì anh chị và các bạn yên tâm nhá, một dòng xe chạy rất là khỏe và đầm chắc, sử dụng cầu sau, số sàn, có thể chở được 7 người ngồi, và với không gian của Zinger thì khá là rộng nhá các bác nhá. Đấy, và chiếc xe này thì bọn em đang chào bán với mức giá là 225 triệu đồng. Nếu quý anh chị nào đang có nhu cầu và đang quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho em mình qua số điện thoại là 0852 555 555 hoặc 0966 668 121. Đấy, chúng ta hãy nhìn về tổng thành xe này. Một chiếc xe phiên bản đủ, điều đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy là cái gạt mưa phía sau này. Đấy. Và xe có trang bị màn hình DVD và camera lùi đầy đủ rồi nhá anh em nhá. Và xe thì em cam kết cho các bác là không bị đâm đụng, không tai nạn, không va quệt, không ngập nước. Và với cái mẫu xe này là một dòng xe 7 chỗ nhìn rất là khỏe khoắn luôn. Và cái cặp mắt đèn hậu của nó này, buổi tối chúng ta bật đèn lên rất là đẹp luôn nhá. Đây, có cả đèn phanh ở sau này. Đấy. Cái đèn hậu này buổi tối chúng ta bật đèn lên thì cực kỳ là đẹp luôn. Với cái form dáng của Zinger này, anh em nhìn này, rất là rộng luôn. Đấy, với mẫu xe động cơ 2.4 4 máy. Đấy, 2.4 4 máy thì đối với dòng Mitsubishi Zinger này thì mức tiêu nhiên liệu loanh quanh tầm khoảng 10 cho đến 12 lít trên 100 km. Nhưng mà em cam kết cho các bác chiếc xe này chạy cực kỳ bốc và rất là đầm xe. Và để bước vào bên trong nội thất xe để cho chúng ta xem và cảm nhận cái độ nét cũng coi như cái độ chất của cái chiếc xe này thì trước khi đến phần nội thất thì em quay cho các bác xem bốn quả lốp nhá. Bốn quả lốp còn dày tầm khoảng 90%, na răng đúc nguyên bản này. Đấy, na răng đúc nguyên bản theo xe này. Bốn quả lốp rất là dày nhá. Và xe thì không có mục mọt đâu ạ. Keo chỉ cam kết cho các bác là di nguyên bản 100% xe luôn. Bốn quả lốp còn rất là dày. Dự có thể dạy được chạy được tầm khoảng đôi ba năm nữa. Và con này thì sơn zin vẫn còn khá nhiều nhá. Sơn zin vẫn còn rất là nhiều luôn. Và xe chỉ có tỉa tót thôi. Đấy, đăng kiểm thì còn đến tháng 11 năm 2020. Cặp mắt đèn đây, lưới tản nhiệt đây ạ. Đó, bên trong này thì nó có bụi nhá. Thì chỉ cần vệ sinh phát là nó sáng trưng lên thôi. Còn nó đẹp đến từng những cái vầy mưa. À, cái vầy của nó này hoàn toàn là nguyên gân này, không bị va chạm va quệt một lần nào cả. Đây chúng ta nhìn.
những cái bản nề nhé, hoàn toàn là chưa có bị cựa ra một lần nào nhé các bác nhé. Xe là khá đẹp luôn, trần này, trần nỉ. Và tầm tiền của nó thì em nói rồi, chỉ có 225 triệu đồng, giá chỉ bằng một chiếc Innova Z chạy taxi ra thôi. Và chiếc xe này thì hoàn toàn là không có chạy taxi đâu nhá. Đây, tất cả những đường vân này các bác nhìn. Đẹp luôn, từ A đến Z này, đến nhựa này. Đó. Đây, keo chỉ đây. Và con này máy cực kỳ chất luôn. Máy thì có làm lại rồi nhưng máy cực chất nhá các bác nhá. Keo chỉ đây các bác nhìn này. Đó, như con ốc này, còn vàng ươm luôn, trắng tinh luôn. Đấy, hoàn toàn là không có bị mục mọt tí nhá, phần nhựa xe đây. Không gian rất là rộng rãi luôn. Cốp của xe đây rất là rộng, rất là to. Đấy. Máy của nó đây. Xe có trang bị phanh ABS và túi khí nhá. Đây, mình sẽ cho anh chị và các bạn chúng ta xem qua luôn cái phần khoang máy. Con này máy nổ rất là êm luôn và không có những cái tiếng nó bị cọc cạch cọc kiếc gì cả. Biển 24A04354 nhá. Anh em nào mà cần xem hình ảnh chi tiết thì có thể là kết nối số Zalo của em là ghim trên tiêu đề. Và em sẽ gửi hình ảnh cho quý anh chị và các bạn chúng ta cùng xem nhá. Máy nổ rất là êm, máy rất là chất luôn. Có thể chở được nhiều người mà có thể lên đèo rồi là lội suối thoải mái đối với dòng xe Zinger này mà gầm nó rất là cao. Con Zinger này gầm nó cực kỳ là cao luôn nhá. Toàn bộ hệ thống răng bệ này, nguyên bản theo xe này các bác này. Đây. Và keo chỉ thì của cabo vẫn còn hoàn toàn zin nhá. Đây, keo chỉ cabo đây. Zin 100% các bác nhá. Đó. Đây. Nó hoàn toàn là zin theo xe luôn này. Máy của nó đây. Máy của nó vẫn hơi bụi bặm thôi. Và đặc biệt là chúng ta nhìn thấy là xe là không có những cái một giọt dầu nào cả nhá. Không có một giọt dầu nào luôn. Đây, em sẽ đi sát máy để chúng ta nhìn này. Máy nó nổ khá êm nhá và không có hơi thừa đâu ạ. Đây. Các bạn nhìn này, hoàn toàn là không có hơi thừa đâu nhá. Máy nổ này. Đặc biệt là đằng sau thì gần như là không có một cái tí khói nào luôn. Máy nó cực kỳ chất, máy làm rồi cực kỳ chất luôn nhá. Đây, chúng các bác nhìn này. Không có một tí khói nào luôn nhá. Đó. Một cái mẫu xe rất là rộng rãi, 7 chỗ ngồi của Mitsubishi. Giá chỉ có 225 triệu đồng thôi. Và một lần nữa thì rất cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã luôn luôn ủng hộ kênh và theo dõi kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Và anh chị nào chúng ta đang quan tâm đến tất cả những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng và với phân khúc giá dưới 400 triệu quay đầu thì có thể là ấn nút đăng ký theo dõi kênh để có thể được cập nhật theo dõi thường xuyên tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cửa hàng bên em. Và cửa hàng em cũng cần thu mua tất cả những dòng xe ô tô cũ đã từng qua sử dụng nhiều năm. Đấy, những cái dòng xe mà từ tiết kiệm xăng đến tốn xăng thì bọn em hoàn toàn là thu mua hết và lên đường 24/24 nhá. Và anh chị nào đang có nhu cầu bán bất cứ mẫu xe nào thì có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0852 555 555 và em sẽ thu mua giá tốt nhất cho quý anh chị và các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.